Nếu bạn có một bộ não tốt, thì trên tay bạn không đồng, bạn vẫn tạo ra rất nhiều vật chất. Nếu bạn có một bộ não mà kém, thì trên tay bạn là một núi vàng, thì bạn hoàn toàn cũng ném xuống biển hết thôi. Cho nên là nếu khởi nghiệp với 500 triệu mà bạn có kinh nghiệm quản trị nhà hàng rồi thì tôi không bàn. Nhưng nếu bắt đầu từ 500 triệu mà bạn kinh doanh thì tôi khuyên bạn vẫn phải trích ra 10% để học các cái khóa về quản trị nhà hàng ở Việt Nam. Xong rồi bắt đầu tha rằng làm một nhà hàng với 6 phòng khách, 6 phòng ăn thì còn hơn là làm một nhà hàng với 8 phòng ăn mà mình không có kinh nghiệm về quản trị, mà chả biết gì về quản trị. Thì đó là lời khuyên cho bạn. Hiện nay em đang sống với gia đình tại Nhật Bản, mà em muốn khởi nghiệp ở Hà Nội, nhưng em lại chưa có kinh nghiệm gì về mở nhà hàng với kinh phí chỉ 500 triệu thì có làm được không ạ? Và theo thầy em có nên mạo hiểm không ạ? Thầy cho em lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn thầy. Vâng, thực ra thì tôi chưa biết là cái động cơ của bạn mở nhà hàng ở Hà Nội để làm gì. Vì điều quan trọng nhất chúng ta làm, chúng ta phải xác định hướng tới động cơ. Nếu động cơ kiếm tiền thì bạn có rất nhiều cách kiếm tiền ở bên Nhật mà, đâu có phải cứ phải mở nhà hàng ở Hà Nội. Nếu động cơ mở nhà hàng ở Hà Nội để có cái cơ sở để làm căn cứ mà đi về, để thỉnh thoảng gặp mà người thân ở Việt Nam, gặp lại cộng đồng, thì đó là một cái tư duy mục tiêu khác. Vậy thì bài toán ở đây là lợi nhuận nó chỉ là gì ạ? Thứ yếu. Và cái việc bạn cần phải làm độc lập một cái nhà hàng là không cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể cổ phần với những người bạn tin cậy. Bởi vì thay vì là bạn bỏ gia đình ở Nhật về quản lý một cái cửa hàng ở Hà Nội và mất một gia đình thì nó không đáng. Nhưng mà nếu mà bạn xác định là muốn rời Nhật để về Việt Nam để sống, vì lý do đâu đó ở Nhật không làm cho bạn hạnh phúc, thì lại là chuyện khác. Thế còn nếu thật sự là kiếm tiền thì bạn cũng nên cổ phần với một người họ giỏi và họ điều hành ở Hà Nội được, thì như vậy sẽ tốt hơn. Kể cả bạn chiếm 70% hay 60% hay 80% cũng đều được. Thì như vậy là nó tốt hơn, nó ổn hơn cho bạn rất là nhiều. Cái chuyện mà trong hoạt động của doanh nghiệp, một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đó là cấu trúc vốn. Ví dụ như tôi cấu trúc vốn cổ phần không phải vì tôi thiếu tiền, mà khi cấu trúc vốn như vậy thì chúng ta có thêm nguồn nhân lực, có thêm những người cộng sự có trách nhiệm. Tuy nhiên, đã cấu trúc vốn được thì phải có mô hình quản trị, tức là nó sẽ dính vào việc mà quản trị rất là minh bạch để đảm bảo không bị mâu thuẫn về tiền bạc. Thì như vậy là đã cấu trúc vốn thì cặp bài trùng của nó là mô hình quản trị. Mà đã có mô hình quản trị tốt thì đương nhiên gọi vốn rất dễ, tức là cấu trúc vốn. Thế thì hai cái đấy là cặp bài trùng với nhau. Nhưng người Việt Nam mình không gọi được vốn do không biết quản trị. Mà gọi được vốn rồi mà không biết quản trị thì lại đánh nhau. Đấy, mà đã biết quản trị rồi thì gọi vốn rất dễ và cực kỳ bền vững. Ví dụ như công ty của anh Tài của Thế Giới Di Động thôi, anh ấy làm quản trị được, cho nên là có bao nhiêu cổ đông đi chăng nữa thì nó vẫn cứ đoàn kết, vẫn cứ hạnh phúc, chả sao cả. Rồi, ok. Vậy thì lời khuyên dành cho chị là như thế này. 500 triệu mở nhà hàng ở Hà Nội về đồ ăn Nhật thì Tuấn khẳng định là thiếu, không có đủ. Nếu như không may gặp một rủi ro gì đó thì chắc chắn là thiếu. Thế thì cái việc này chị nên tham khảo và cũng phụ thuộc vào quy mô để chúng ta xây dựng tổng mức đầu tư. Câu chuyện thứ hai là mục tiêu kinh doanh ở Hà Nội thì nó là việc mà bạn muốn tìm về quê hương, làm cái điểm tựa, làm cái cớ để về quê hương thì bạn nên chung. Nếu mà làm kinh doanh để kiếm tiền mà bạn sống ở Nhật là chính, thì bạn cũng nên tìm những người để chung nhau để làm. Còn nếu mà bạn xác định là bạn rời Nhật Bản để về với quê hương để tự kinh doanh, thì việc 500 triệu bạn có cơ sở, bạn về bạn khảo sát, và bạn hoàn toàn có thể đi từ nhỏ đến lớn. Vâng, thế còn về thứ hai là dành cho bạn lời khuyên về mở nhà hàng,
Nếu thật sự bạn chỉ biết có chuyên môn về một vài món ăn nào đó, hoặc nấu ăn theo kiểu Nhật, hoặc là có vài cái vùng nguyên liệu của kiểu Nhật để mang về lợi thế về nguồn hàng, thì tôi khuyên bạn vẫn nên dành ra vài chục triệu để đi học những cái khóa quản trị nhà hàng. Bởi vì quản trị nó quan trọng hơn rất nhiều. Nếu bạn có một bộ não tốt thì trên tay bạn không đồng, bạn vẫn tạo ra rất nhiều vật chất. Nếu bạn có một bộ não mà kém thì trên tay bạn là một núi vàng thì bạn hoàn toàn cũng ném xuống biển hết thôi. Cho nên là nếu khởi nghiệp với 500 triệu mà bạn có kinh nghiệm quản trị nhà hàng rồi thì tôi không bàn. Nhưng nếu bắt đầu từ 500 triệu mà bạn kinh doanh thì tôi khuyên bạn vẫn phải trích ra 10% để học các cái khóa về quản trị nhà hàng ở Việt Nam. Xong rồi bắt đầu tha rằng làm một nhà hàng với 6 phòng khách, 6 phòng ăn thì còn hơn là làm một nhà hàng với 8 phòng ăn mà mình không có kinh nghiệm về quản trị, mà chả biết gì về quản trị. Thì đó là lời khuyên cho bạn từ hai cái lời khuyên như vậy. Và đặc biệt là bạn lưu ý đến động cơ bạn quay về Việt Nam đầu tư là gì. Điều đó nó quan trọng hơn rất nhiều là cái việc mà chúng ta sẽ quản trị nó ra sao. Rồi cảm ơn bạn. Chúc bạn hạnh phúc với khoản tiền đầu tư của mình.